Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bim Bim Bap Bap. Ngày hôm nay bác sẽ kể cho các bạn nghe hai câu chuyện thuộc thể loại dạng như là creepypasta nhưng mà cũng hơi sợ sợ, là truyện ma vừa creepypasta. Câu chuyện thứ nhất có tên là Tôi Không Phải Là Martin. Câu chuyện thứ nhì có tên là Cầu Thang Gỗ. Ở câu chuyện Cầu Thang Gỗ được cho là một trong những truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Câu chuyện thứ nhất là đúng kiểu thuộc thể loại creepypasta luôn á các bạn, đọc xong thì chả hiểu gì hết và lại là có những cái thắc mắc mà mình nghĩ nó rất là ngớ ngẩn ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà khi mà suy nghĩ sâu hơn về cái ngớ ngẩn đó thì mình lại thấy là của câu chuyện này nó nguy hiểm hơn như vậy rất là nhiều. Có một cậu bé tên là Shin, cậu này phải đi vào bệnh viện để mà cắt amidam. Khoảng thời gian mà cậu bé phải vào bệnh viện để cắt amidam là tầm khoảng cuối tháng 10. Khi đó không khí rất náo nhiệt bởi vì trẻ em thích cuối tháng 10, khi đó là Halloween mà, cho nên chúng có thể trang điểm và hóa trang đi xin kẹo rất vui. Nhưng mà xui một cái, Shin phải đi vào bệnh viện và cắt amidam, không thể nào mà tận hưởng bầu không khí vui vẻ đó. Khi mà Shin đi vào trong cái bệnh viện đó, người ta đưa Shin tới một cái căn phòng mà ở trong cái căn phòng đó được trang trí bởi màu đen và màu cam, đó là màu chủ đạo của Halloween. Và ở trên tường là trang trí bằng nhện, rồi những con nhện đó, bởi vì Halloween là ở đâu cũng trang trí hết các bạn. Ngay cả bệnh viện hoặc là văn phòng gì người ta cũng trang trí để mà ăn mừng lễ hội Halloween. Khi đó thì Shin ở trong phòng và Shin nhận ra là không chỉ có một mình Shin ở trong cái phòng đó mà còn có một người nữa. Là cái phòng đó có hai cái giường bệnh, giường của Shin và giường của một cậu bé khác. Khi mà Shin đi vào phòng đó nhận giường và nằm thì Shin mới thấy là cái giường bên cạnh rất là đông, có y tá, có bác sĩ và có một cậu bé đang nằm trên giường và họ đang cố gắng khống chế cái cậu bé đó. Cậu bé đó kêu gào khóc thảm thiết và nói rằng tôi không phải là Martin, tôi không phải là Martin, tôi không phải là Martin, và cứ như vậy gào khóc rất là thảm thiết như thể là thật sự cậu đó không phải tên là Martin. Sau đó thì bác sĩ phải chích một cái thuốc an thần cho cậu bé để cho cậu bé này chìm vào giấc ngủ. Sau khi mọi việc xong xuôi, y tá và bác sĩ mới rời đi. Khi này Shin mới thắc mắc và hỏi một cô y tá, nói là ủa chuyện gì xảy ra ở cái giường kế bên vậy cô? Cô y tá mới trả lời là cậu bé ở giường kế bên nói rằng cậu ấy không phải tên Martin, nhưng mà thực chất là cậu ấy chính là Martin. Cậu bé đã la hét như vậy khoảng vài ngày rồi. Nguyên nhân là bởi vì ngày mai là cậu bé sẽ có một cái cuộc giải phẫu và cắt lìa cái chân trái ra, bởi vì cái chân của cậu ấy bị cái gì đó không rõ nguyên nhân nhưng mà phải cắt lìa luôn. Và cậu bé không có muốn cái chuyện đó xảy ra và nói là mình không phải là Martin. Cô y tá nói thêm là cậu ấy rất là tội nghiệp, nghĩ rằng nói như vậy thì mọi người sẽ nghĩ là cậu ấy không phải Martin và sẽ không cắt chân của cậu ấy đi. Nhưng mà cái điều đó là không thể nào. Shin khi này mới nhớ lại hồi nãy là cái cậu kia nói chung là rất là thật chứ không có phải là giả bộ gì hết. Thế là cậu này mới nói là các cô chú có chắc là cái cậu bé đó tên là Martin hay không? Cô y tá mới nói là chắc chắn mà. Ở trong đây rất là đông người nhưng mà ở mỗi giường của mỗi người sẽ có thông tin tên của người đó. Và cháu nhìn kìa, ở trên giường của Martin, ở trước giường có ghi tên và có ghi là cần phải làm gì rồi. Làm sao mà lộn được. Tám chuyện một hồi, cô y tá cũng rời đi. Khi cô y tá rời đi, Shin nhìn qua thì thấy Martin dần dần mở mắt và tỉnh dậy. Lúc này Shin mới muốn nói chuyện với cái cậu bé bên kia giống như là để trấn an và để khuyên á. Thì Shin mới nói là chào Martin, mình là Shin. Cái cậu bé bên kia tỉnh dậy nhìn Shin và nói rằng tớ không phải là Martin, đừng gọi tớ như vậy. Và cậu ta ôm đầu lại không chịu nói chuyện với Shin. Shin rất là muốn nói chuyện thêm với lại cậu bé đó, nhưng mà cậu bé đó có vẻ như là không có thiện chí, không có thiện cảm, không muốn nói chuyện như vậy. Cho nên Shin đành phải dành hết khoảng thời gian ở trong bệnh viện để mà ngồi ngắm trần nhà, ngắm xung quanh và ngồi chơi điện tử, đọc sách thôi chứ không có làm gì hết, rất là buồn chán. Ba mẹ của Shin khi mà đưa Shin vào bệnh viện thì họ cũng đi về nhà rồi chứ không có ở đó là túc trực canh gì hết. Tối hôm đó khi mà y tá đem đồ ăn tới, Shin cũng không ăn được nhiều bởi vì đồ ăn ở trong bệnh viện nó không có được ngon miệng. Tới giờ ngủ, y tá tới kiểm tra một lần nữa và tắt đèn. Khi mà tắt đèn, Shin nhìn qua bên giường của Martin thì thấy cái cậu bé ở bên kia đang nhìn Shin. Nhưng mà lúc này á, thay vì là một cái trạng thái lo lắng sợ hãi bởi vì ngày mai là cậu bé mới sẽ thực sự chính thức bị cắt lìa đôi chân, thì khi này lại thấy cái cậu bé kia có vẻ rất điềm tĩnh, một cái điềm tĩnh mà có vẻ như rất đáng sợ. Cậu bé đó nhìn Shin và nở một nụ cười, mà nụ cười rất khó hiểu. Shin là cũng không biết là tại sao tự nhiên cái thằng này nửa đêm tắt đèn đi ngủ nhìn mình cười như vậy là có ngụ ý gì. Nhưng mà lúc đó Shin cũng khá mệt mỏi cho nên chìm vào giấc ngủ và không có nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên đêm hôm đó Shin đã nằm mơ khá nhiều cơn ác mộng. Sáng hôm sau khi Shin tỉnh dậy, Shin thấy có hai vị bác sĩ chồm tới và đang nhìn Shin như thế này, có vẻ như là đang quan sát cái điều gì đó. Shin lúc này thực sự không biết chuyện gì xảy ra bởi vì mình mới ngủ dậy mà có hai ông bác sĩ tự nhiên chồm vô nhìn mình như vậy, giật mình hết hồn chứ. Một vị bác sĩ mới nói với Shin là đã tới giờ làm phẫu thuật rồi. Shin rồi mới nói là Ủa mình chưa có làm thủ tục xong mà đã cắt amidam rồi sao, đang nghĩ trong lòng là như vậy thôi. Sau đó một người kế bên mới nói là hãy chuẩn bị đi mà cắt chân của cậu ta. Khi này Shin mới nói là chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại đem chân của cậu ta đi cắt đi. Thì cô y tá mới nói là Martin, đừng có giả bộ nữa, bây giờ là tới ngày mà con phải đi cắt cái chân ra rồi.
Lúc đó Sean thật sự hoảng loạn và nói là tôi không phải là Martin. Thật sự tôi không phải là Martin. Lúc này một bà y tá mới nói là chúng tôi đã được cảnh báo về chuyện này rồi, cậu chính là Martin. Chúng tôi sẽ phải cắt cái chân của cậu đi. Thôi đừng giả bộ nữa, bây giờ chúng ta phải tiến hành phẫu thuật. Khi đó là mọi người cứ kéo lại và kéo Sean đi. Sean rất là sợ hãi. Tự nhiên mình vô bệnh viện để cắt amidam, bây giờ nó lôi mình đi, nó cắt chân của mình. Rồi la quá trời la và cứ nói là tôi không phải là Martin, tôi là Sean, là Sean. Nhưng mà mọi người ở đó phủ nhận cái điều đó và nói rằng cái bản tên của cậu là tên Martin chứ không phải là tên Sean. Và bắt cậu bé. Khi mà trấn an và trói tay trói chân lại đưa đi, sau đó là chích thuốc mê. Khi mà kéo ra cửa, Sean dần bị thuốc mê ảnh hưởng và dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi mà chìm vào trong cơn hôn mê hoàn toàn 100%, Sean thấy Martin được một cái người nào đó đẩy cái xe gì quên rồi. Nói chung là Martin được một người y tá đẩy đi vào. Và khi mà đi ngang á, Martin quay sang nhìn Sean và cười cái nụ cười mà y hệt như nụ cười mà tối hôm qua trước khi đi ngủ, Martin đã nhìn Sean và cười. Và đó là hết câu chuyện Creepypasta. Đây có vẻ là nỗi sợ hãi của tất cả rất là nhiều người. Sợ là vô bệnh viện mình làm cái này nhưng mà người ta lại không làm cái này, người ta lại làm cái khác. Nhưng mà ở trong đây có rất nhiều tình tiết vô lý đến độ mà không thể nào chấp nhận được. Trong một cái bệnh viện là người nào phụ trách làm cái người nào á, là họ là phải theo dõi luôn. Nếu mà có chuyện tiếp đi thì trước khi mà phẫu thuật người ta cũng phải kiểm tra lại rất là kỹ càng, giấy tờ đầy đủ tất cả mọi thứ, cũng như là kiểm tra, bác nghĩ là kiểm tra phải đầy đủ chứ đúng không? Ví dụ mà Martin bị một cái vấn đề về chân thì sẽ hoại tử hay sao đó, thì phải có triệu chứng mới cắt bỏ. Trong khi Sean hoàn toàn không có vấn đề gì về chân, Martin lại hoán đổi, chỉ là hoán đổi một tờ giấy thì làm sao mà đủ điều kiện để mà thay đổi một cái người thế thân của mình để mà bị cắt cái chân đi. Cái điều đó quá rõ ràng là phi lý, mà nếu như mà có thật thì cái bệnh viện đó nên bị đốt cháy đi. Kết chuyện thì ai cũng biết là đêm hôm đó Martin đã cố tình đổi cái bản tên của mình và bản tên của Sean qua cho nhau. Nhưng mà như Bắp nói khi nãy, cái điều phi lý là bệnh viện làm ăn quá cẩu thả, đã mang Sean đi, nói chung là thay đổi hết một dàn y tá và bác sĩ. Cho nên dàn y tá mới và bác sĩ mới không nhận ra là đâu mới thực sự là Martin, chỉ nhìn qua cái bảng ở trên cái giường bệnh mà thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ ở một khía cạnh khác, đối tượng nguy hiểm ở đây không phải là Martin, mà thực sự là cái bệnh viện đó, là những người y tá và bác sĩ ở trong cái bệnh viện đó. Những người bình thường vào trong đó chữa bệnh, họ sẽ bắt để mà làm thí nghiệm gì đó không biết. Có thể là thí nghiệm tâm lý, xem là tâm lý của cậu ta sẽ như thế nào, sau khi mà cắt cái chân đi thì Sean sẽ như thế nào. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì Martin cũng chỉ là một cái con cờ để làm cho cái câu chuyện thêm thú vị mà thôi, chứ còn cái điều nguy hiểm nhất vẫn là cái bệnh viện đó. Tuy nhiên có một số người đưa bình luận ở bên dưới và nói rằng câu chuyện có rất là nhiều phiên bản khác nhau, và cái phiên bản mà họ nghe thực sự là tối đó Sean đi ngủ và ngày hôm sau khi mà Sean thức dậy từ mở mắt ra đã thấy chân của mình bị cụp rồi, chứ không phải là như cái câu chuyện khi nãy Bắp kể cho các bạn nghe là bị đưa đi và cố gắng gào thét nói là tôi không phải là Martin. Nhưng mà lúc mà người ta đọc á, người ta nói là lúc mà Sean dậy là xong rồi, mọi chuyện xong rồi, cái chân bị cắt cụp. Tự nhiên ngủ dậy thì cái chân của mình cục rồi các bạn à. Khi đó Sean quá sốc và hỏi mọi người mới nói là Sean là Martin. Rồi lúc đó thì Sean mới la gào thảm thiết và nói là tôi không phải là Martin, tại sao lại cắt đứt cái chân của tôi. Thì Bắp nghĩ là cái chuyện đó nó rõ nét hơn và nó thuyết phục hơn một chút thôi. Nhưng mà vẫn là giải phẫu lộn cho bệnh nhân như vậy thì làm sao mà có thể nhờ. Bắp vẫn rất hoang mang về câu chuyện này và không biết là nên nghĩ nói theo cái hướng nào đây. Nhưng mà thôi, bỏ nó qua một bên đi. Nhức đầu á, chuyện gì mình nghe thôi mà nghe nhức đầu á, bỏ đi. Bây giờ mình qua câu chuyện khác. Câu chuyện thứ nhì có tên là cầu thang gỗ. Câu chuyện này được coi là một truyền thuyết đồ thị của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, ở cái chỗ đó có một cái khu chung cư. Cái khu chung cư này đặc biệt, nó có 7 tầng. Mỗi tầng như vậy á, có một cái căn hộ nhỏ thôi, không có quá to, nó cũng nho nhỏ và cũng khá là sụp sệ bởi vì rất là lâu rồi không có nhiều người tới sử dụng, nó cũng khá là xuống cấp đó. Có một điều lạ là tất cả những người thuê những cái căn hộ ở trong đó, họ đều rời đi trong vòng chưa đầy một tuần. Là ở, có người thì mới ở một ngày là họ đi rồi, có người ở 2-3 ngày đi, có người ở tới ngày thứ 6 họ không ở nổi nữa họ đi, và không ai lết nổi qua tới ngày thứ 7 luôn. Chủ của căn hộ, ổng không có ở trong đó, ổng chỉ xây lên cho người ta thuê, cho nên ổng cũng không biết là ở trong căn hộ của mình bị cái gì mà tại sao người ta ở chưa được một tuần là người ta đã xách dép chạy rồi. Mà có nhiều trường hợp là đặt cọc tiền trước, bỏ tiền cọc luôn, không lấy luôn, bỏ chạy luôn. Đến nỗi mà ổng phải hạ giá xuống, hạ tiền thuê nhà xuống rất thấp, cực kỳ thấp luôn, nhưng vẫn không ai ở. Có một cái lần nọ, có một cái người sinh viên, sinh viên này nghèo lắm các bạn, nghèo đến độ mà không có đủ tiền để mà ở luôn á. Thì tự nhiên phát hiện ra cái căn hộ này nó rẻ quá.
Anh ta không hiểu nguyên nhân vì sao nó rẻ như vậy, nhưng mà vừa hay anh ta đủ tiền để mà ở, cho nên anh ta vào để mà thuê phòng ở. Cái căn hộ khi mà anh ta vào thấy nó khá sụp xuệ và có 7 tầng. Một điều lạ là cái chung cư này mặc dù là 7 tầng nhưng lại không có thang máy, phải đi thang bộ. Khi mà đi cầu thang bộ á, thì mỗi một tầng sẽ có một cái cầu thang bộ để mà dẫn đi lên tầng kế tiếp. Mỗi một cầu thang bộ của từng tầng như vậy có 7 cái bậc cầu thang. Anh thanh niên này đi vào và chọn ngay cái tầng đầu tiên để đỡ phải mất công leo lên leo xuống cầu thang. Khi đó thì ảnh mới dọn đồ vào trong cầu thang, nhưng mà có một điều á là cái căn hộ chung cư á là cái này là cái cửa đi vô phòng nha. Đối diện với căn hộ mà ảnh mướn là cái cầu thang gỗ đi lên 7 bước, và ảnh cũng đã đi tham quan vòng vòng rồi. Thấy ở đâu cũng vậy thôi các bạn, tầng nào cũng vậy à. Đối diện với căn phòng là một cái cầu thang gỗ có 7 bước. Mọi chuyện này không có chuyện gì xảy ra trong nguyên một ban ngày đầu tiên nha các bạn. Ban đêm mới có chuyện. Anh ta dọn vô trong cái căn hộ mới và anh ta dọn dẹp chuẩn bị tất cả mọi thứ. Tối hôm đó anh ta khá là mệt bởi vì vận chuyển rồi dọn dẹp khá là nhiều. Khi đó là đêm rồi, anh ấy mới tắt đèn đi ngủ. Đang thiêu thiêu dần dần chìm vào giấc ngủ, anh ta nghe thấy tiếng ở bên ngoài vọng vào, là cái tiếng của một đứa con nít. Nó rất là trong trẻo, và vào ban đêm khi mà nó nói á, nó giọng vang ra. Đứa con nít đó nói là: "Tôi đã xuống được bậc cầu thang thứ nhất rồi." Giọng nói chậm rãi của một đứa con nít, nhưng mà vẫn nghe thấy cái âm thanh vui vẻ ở trong đó, giống như là nó vui mừng khi mà nó đi xuống được một cái tầng nào đó. Không biết, nó nói là nó đã đi xuống được một bậc rồi, thì có thể là nó đang chơi ở ngay cái cầu thang đi lên đi xuống. Khi này anh này mới nói là chắc là có ai đó mới dọn vô, rồi có đứa con nít đó ban đêm mới chơi như vậy. Rồi anh cũng nghĩ là mà cha mẹ nào cũng kỳ, ban đêm không để con mình, không nhốt nó trong nhà đi, đưa nó ra ngoài chi cho nó chạy vòng vòng ở ngoài. Giờ này cũng khuya rồi mà con nít còn đi ở ngoài chơi cũng khá là kỳ lạ. Nhưng mà ảnh mệt quá, ảnh không quan tâm nổi tới những vấn đề khác, và dần dần chìm vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn bình thường ở ban ngày. Rồi tối hôm đó khi đi ngủ, khi mà anh ấy dần dần chìm vào giấc ngủ, lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng động đó. Và lần này vẫn là âm thanh của đứa trẻ đó. Nó nói là: "Tôi đã bò được xuống tới bậc thứ hai rồi." Là lần này nó nói là bò nha các bạn, không biết là như thế nào, nhưng mà nó nói là nó đã xuống được bậc thứ hai, và nó nói là nó bò xuống bậc thứ hai rồi. Khi này anh này anh mới bắt đầu cảm thấy lạ lạ, nhưng mà cũng mệt. Hôm đó anh cũng mệt, anh ngủ, anh không để ý, thì nó chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà nó nói rất to. Hôm sau nữa, qua ngày kế tiếp vẫn như vậy. Khi đang ngủ tự nhiên nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, và nó nói là: "Hôm nay tôi đã bò xuống bậc thứ ba rồi." Anh này bắt đầu sợ, anh ta mới chạy ra ngoài và mở cửa. Khi mà mở cửa ra thì lại không thấy một đứa con nít nào hết. Nhưng hồi nãy là rõ ràng nghe thấy tiếng của đứa con nít nha. Sau đó anh ta đóng cửa lại và vào trong phòng nằm. Khi mà nằm, anh ta chùm mình lại và suy nghĩ: có khi nào cái cầu thang đó bị ma ám hay không? Rồi anh mới sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Cái chỗ này ở thì cũng đâu đến nỗi tệ, mà tại sao tiền nhà nó lại cực kỳ rẻ như vậy, mà lại không có thấy ai lãng vãng qua lại ở trong cái khu chung cư này, có vẻ như là chỉ có một mình hay sao á. Tại vì ảnh ban ngày anh đi làm, anh đâu có để ý trong chung cư có ai đâu. Rồi anh về, anh chỉ vào phòng anh ngủ thôi, anh cũng không có để ý. Nhưng mà anh bắt đầu suy nghĩ, anh mới nói là: có khi nào cái tòa chung cư này, cái cầu thang đó nó bị ám không ta? Thôi giờ mình dời đi đi. Rồi anh mới nói là: không được, bây giờ mình dời đi, mình không có chỗ nào ở hết. Bởi vì chỗ này cũng khá là tiện nghi, đầy đủ tiện nghi luôn. Chỉ có điều nó hơi sập sệ, nó hơi cũ, nhưng mà giá tiền lại cực kỳ rẻ, đâu có chỗ nào mà mướn được một cái chỗ ở như vậy đâu. Thôi thì bấm bụng mà ở vậy chứ biết sao giờ. Thế là anh ở, anh quyết định ở lại. Qua ngày nữa, anh vẫn nghe âm thanh của đứa trẻ đó nha các bạn. Đêm hôm sau vẫn nghe, vẫn bị đánh thức. Cái âm thanh đó nó kêu lên. Và mỗi một lần á, mà nó nói là nó xuống được một bậc cầu thang, là cái âm thanh mỗi một lần, mỗi một lớn hơn. Ngày hôm sau nó lại nói là nó bò xuống bậc thứ tư. Rồi cứ như vậy, bò xuống bậc thứ năm, bò xuống bậc thứ sáu. Từng đêm một, nó bò xuống một bậc. Tới cái hôm ngày thứ sáu là cái ngày mà đỉnh điểm luôn. Anh mới nói là: trời, bây giờ nó đã bò xuống tới bậc thứ 6 rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bò xuống cái bậc thứ 7? Bởi vì ở dưới cái bậc thứ 7 là ngay cái cửa phòng của ảnh luôn. Anh nói là: chuyện gì xảy ra đây? Nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ là ma thôi mà. Nếu mà là ma, nó cũng chỉ nhát mình thôi, đâu đến đổ mà mình phải chết đâu, đúng không? Hay là nó có đâu có thể nào mà hại mình được. Vì ma, nếu mà là ma thì mình cũng chỉ thấy nó thôi, nó đâu có đụng mình được đâu mà. Cái ảnh nghĩ như vậy, anh mới nói là: cái điều mà hại cho mình bây giờ là nếu mình ra ngoài mình không có tiền ở chỗ khác thì mình sẽ chết thiệt. Cho nên ráng ở đây thôi, chứ không biết phải làm sao hết. Qua ngày hôm sau, anh ấy lại tiếp tục bị đánh thức bởi âm thanh đó một lần nữa. Nhưng lần này cái tiếng nói đó có thêm tiếng cười nữa. Tiếng đứa trẻ đó cười khúc kha khúc khích và nói rằng: "Tôi đã xuống được tầng thứ 7 rồi." Cái âm thanh đó rất rất gần và y như là nó ở ngay trước cửa phòng của anh vậy đó. Sau đó thì anh ấy ở trong phòng run lẩy bẩy, trùm mền lại và không dám làm gì hết.
Rồi đột nhiên tiếng ổ khóa ở trước cửa của anh ta, anh ta nghe một cái cạch giống như là ai dùng chìa khóa mở ra được. Và khi mà nghe một cái cạch như vậy là hồn vía của anh lên mây và không biết gì nữa. Qua ngày hôm sau cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chủ nhà nghĩ trong bụng là trời ơi mừng quá, đợt này có một đứa nó ở được 7 ngày, nó ở qua được ngày thứ 6 rồi, vui ơi là vui. Thế là ổng đi xuống ổng thu tiền nhà, bởi vì lúc đi vào ổng cũng nói là thấy thằng này cũng tội á, nếu mà nó ở không được thì thôi cho nó đi chứ cũng không có lấy tiền trước, nhưng mà đã qua được cái ngày thứ 6 rồi thì ổng xuống ổng lấy tiền nhà. Khi mà ổng xuống á, ổng gõ cửa, ổng gõ cửa thì không thấy ai trả lời. Lúc đó cửa trước căn hộ của anh sinh viên ở vẫn đóng và vẫn khóa. Ông chủ nhà cứ gọi mãi không thấy trả lời. Theo như linh tính chẳng lành của một người chủ nhà, ông ta mới lấy chìa khóa dự phòng và mở ra đi vào bên trong. Ông ta đi vòng vòng nhà không thấy gì hết, ông ta mới đi vào phòng ngủ. Khi đi vào phòng ngủ, ông ta mới thấy một cảnh tượng kinh hoàng, là người sinh viên đó nằm trên giường, nằm sọc ngang ở giường luôn á, chứ không phải là nằm ngủ bình thường, và anh ta đã chết rồi. Trên khuôn mặt của anh ta khi chết á là hai con mắt mở ra và miệng la lên, là cái gương mặt đó giống như là nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ sợ hãi. Sau đó thì ông này mới gọi cảnh sát tới đem cái người này đi kiểm tra hiện trường, kiểm tra tất cả mọi thứ thì không thấy gì hết, không có hiện tượng đột nhập, cũng không có hiện tượng va chạm, ẩu đả trên người, nói chung là cơ thể không có một vết trầy xước gì hết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy rằng người sinh viên đó đã bị sợ tới chết, không biết là anh ta đã thấy cái gì, chỉ biết là sợ đến độ chết luôn. Kể từ đó trở đi, khu chung cư đó bị bỏ hoang, không ai tới ở nữa. Ông chủ nhà, ông cũng quá chán nản, ông quá thất vọng và ông nghĩ là không tài nào mà cái khu chung cư đó có thể hoạt động lại một lần nữa, và ông cũng bỏ đi. Tuy nhiên người ta nói rằng, cái khu chung cư đó thôi nha, vẫn luôn âm thầm chờ đợi có người tới ở. Những người ở trong khu chung cư đó và rời đi trước ngày thứ 7, họ nói rằng họ nghe thấy âm thanh giống như là hồi nãy bất kể. Là tối ngủ nghe thấy tiếng của con nít nói là bước xuống được một bậc. Và họ rất là sợ, họ không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như âm thanh đó nó nói là nó bước xuống bậc thứ 7, cho nên họ đã rời đi trước cái ngày thứ 7. Còn chỉ riêng người sinh viên xấu số kia đã ở lại và đã chứng kiến cái sự việc, cũng như là đã biết được bộ mặt thật của sinh vật đó nó như thế nào. Người ta nói rằng chỉ có hai người có thể biết rõ được sự tình. Người thứ nhất là người đã chết rồi, bởi vì nhìn thấy cái sinh vật đó nó quá sợ hãi, sợ đến độ mà chết luôn. Và người thứ nhì thực sự biết được sự tình, đó là cái con quái vật hoặc là con ma, con quỷ gì đó hàng đêm bò lên bò xuống ở trên cái cầu thang. Nó bò không biết sao mà mỗi đêm nó bò được xuống có một bậc thôi các bạn, cũng mệt. Bò đến 7 đêm mới bò xuống được cái tầng cuối cùng. Có thể là nó là con nít mà, bởi vì giọng con nít, nó vừa đi nó vừa chơi, nó chạy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống. Và nó để cho người ta có thời gian dọn đi. Nếu mà người kia không chịu đi, nó mới thực sự hành động mình nhát cho người đó sợ tới chết. Mà sợ đến chết thì sợ như thế nào ta? Không, thật sự nếu mà sợ đến chết thì có, giống như là ai mà bị bệnh tim, nó hù một cái là đứng tim chết liền. Cái câu chuyện này hay ở chỗ là cái sự bí ẩn hình dạng của cái con ma đó, con ma ở cái cầu thang gỗ. Bình thường những câu chuyện ma người ta sẽ tả là con ma mặc đầm trắng, tóc dài, máu me như thế nào đó, tay chân lặt lìa như thế nào đó. Chúng ta đã nghe, chúng ta thấy cái hình ảnh đó và chúng ta coi phim cũng quá nhiều rồi, cho nên thấy nó cũng bình thường, kiểu như là bị lờn. Nhưng mà với một cái gì đó mà chúng ta không biết nó có hình dạng như thế nào, chỉ biết là hình dạng của nó cực kỳ đáng sợ, sợ đến độ khiến cho người khác phải sợ đến phát khiếp, sợ đến phát chết, thì cái điều đó mới thực sự khiến cho chúng ta bị ám ảnh và sợ hãi. Ok, và đó là hai câu chuyện kinh dị của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.